HB Shop, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái pin 12V nha các bạn. Từ những cái pin sạc mình tháo ra từ cái laptop nha. Thì ở đây ba cục pin này, mỗi cục pin là 3V 7 nha. Hoặc là 4V. Thì ở đây ba cục 12V. Thì ở đây để mà các bạn sạc và sử dụng nó tránh bị chai và hư pin, thì chúng ta sẽ lắp thêm một cái mạch nha. Thì cái mạch này là cái mạch bảo vệ sạc đó, là 12.6V 20A. Thì đây là cái mạch 12V 12.6V 20A nha các bạn, dòng xả 20A. Thì nếu mà mình xài hết pin thì chúng ta gắn vào cục adapter 12V chúng ta sạc. Nói cái mặt đơn giản như vậy thôi. Thì nó có 3 chấu nè các bạn thấy không? Nè. Thì thứ nhất là 0V nè, rồi 4V 2, 8V 4 và 12V 6. Thì ở đây mình đã in cái sơ đồ ra cho các bạn xem. Đây là cái mặt của nó đây các bạn nha. Thì cái đường cực âm của cục pin thứ nhất chúng ta sẽ nối với 0V. Đó, đây. Rồi từ cực dương nối tiếp với cực âm cục pin thứ hai là 3V 7 nè, chúng ta sẽ nối với cái đường 4V 2. Chúng ta từ đây chúng ta sẽ nối với cái đường 4V 2, và cực dương cục pin thứ hai chúng ta sẽ nối tiếp với cái cực âm của cục pin thứ ba. Đó, thì được 8V 4 nè các bạn. Chúng ta sẽ nối với cái đường nguồn 8V 4 đây. Là 8V 4 ở đây các bạn nha. Ở đây là 4V 2 nè. Chúng ta nối tiếp nhau, và cái cực dương của cục pin thứ ba là 11V nè các bạn. Chúng ta sẽ nối với cái cực là 12V 6 các bạn nha. Đây 12V 6, được chưa? Thì chúng ta nói vậy thôi. Và ở đây là cực âm và cực dương của cái nguồn chúng ta sử dụng, và cái đầu sạc luôn các bạn. Đây đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì mình làm cái này, cái dòng xả cũng không có cao, mình xài cho cái mạch Bluetooth đó các bạn nha. Thì mình đã test rồi, nếu mà pin mà chúng ta sạc đầy á, thì cái mạch loa Bluetooth chúng ta hát có thể cả ngày nha các bạn, cho âm thanh rất là lớn và khỏe luôn đó. Thì đây là cái mạch để chúng ta xem đó. Đây rồi, sau khi đổ xong cái mạch này thì mình sẽ lắp vào cái loa Bluetooth của mình và test thử để các bạn xem nha. Đây là cái cục nguồn DC dùng pin sạc của laptop 12V nha các bạn, và gắn cái mạch sạc 12.6V 20A. HB Shop, xin chào các bạn.